Ngọc Khanh xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến quý khán giả đang theo dõi chương trình y học phổ thông trên kênh người Việt TV và vị khách mời quen thuộc của chúng ta vẫn là bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh xin được gửi lời chào tái ngộ đến bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh. Yeah, xin chào Ngọc Khanh, xin kính chào quý vị khán giả. Kính thưa quý khán giả, ngày hôm nay Ngọc Khanh và bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh xin đi đến một cái đề tài bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh đã từng chia sẻ trên kênh yeah. y học phổ thông rồi nhưng mà hôm nay có vài điều đặc biệt bác sĩ Nguyễn Bắc Khanh muốn gọi là chia sẻ thêm nữa thì là chúng ta sẽ nói về nhức đầu. Yeah à, kính thưa bác sĩ nói về nhức đầu đó thì ngọc khanh thấy là mỗi một ngày và thường thường á, là cũng có khi cả một tuần ngọc khanh thấy ngọc khanh có bị nhức đầu mấy lần ừ. mà lúc đó mình suy nghĩ không biết mình nhức đầu do lý do gì uh -huh. tại có thể giống như bác sĩ từng nói yeah. uống nước ít quá cũng làm nhức đầu dạ yeah. yeah, nhưng mà ngọc khanh nghĩ hôm nay chắc bác sĩ phải có những cái chia sẻ đặc biệt hơn về nhức đầu uh -huh hơn là thông thường <laughs> hình ta câu hỏi khó quá là mình nhức đầu luôn quý vị xin <laughs> <laughs> so quý vị nha cái này khó quá thưa quý vị thực sự ra cái nhức đầu là đề tài cũng nó cũng cũng thông rất thường. là thông thường quý vị yeah. nhưng mà mình muốn chia sẻ với quý vị là tại vì à mấy năm về sau này đó họ có những cái tiến bộ rất là lớn cho cái cách chữ nhức đầu mà một loại chữ nhức đầu mình sẽ chia sẻ với quý vị sau đây nhưng mà có thể mình trước khi nói về cái nhức đầu đó đó quý vị à, mình muốn chia sẻ với quý vị một số loại nhức đầu khác nhau. Dạ. Mm, yeah. yeah. Thì uh, bây giờ mình nói các loại nhức đầu mình mm. có thể kể đến đi bác sĩ. yes Thì cái đầu tiên là cái mà uh, có thể nói là thông thường nhất nó gọi là tension headache. Mm -hmm. Thì nhân Ngọc khanh nói là có thể mình căng thẳng, mình lo lắng, Là câu hỏi khó quá mình phải suy nghĩ. thì cái bóc thịt cái đầu mình nó nó, nó gọi là cái ben như là cái, cái mình nó giống là cái đeo cái cái băng đô mấy cô hay đeo mà nó yeah. sát chặt lại cái đầu mình nó, nó, nó hai bên thái dương á thì cái vị nếu mà nhìn cái, cái hình của cái sọ uh, cái, cái sọ đầu một một cái mẫu thôi yeah. thì chung quanh là bắp thịt rất là nhiều yeah. nhưng cái đầu cái vị nhiều, nhiều bắp lắm thì những cái bắp thịt nó, nó co nó thắt lại làm cho nhức đầu ừ. chứ không phải ở trong cái óc của mình mà là cái bắp thịt bên ngoài cái đầu gọi yeah. là tension headache yeah. Yeah. thì nó rất sẽ đau ở những dòng hướng này dòng hai cái yeah. bên đầu hai bên đó là một loại yeah. rồi cái loại um, thứ hai đó là ngọc khanh trước có nhắc qua là cái cluster headache đúng không dạ có nghĩa, bị... nghĩa là ngọc khanh có người quen tự nhiên kêu là nhức đầu ừ. rải rác hết cái đầu mà nhức kinh khủng yeah. xong rồi đi vào bệnh viện uh. thì bệnh viện nó bị cluster headache yeah. cái mình mới nói là chờ lần yeah. đầu tiên mới nghe là ừ. có một cái tên lạ như vậy dạ yeah. thì cái cluster headache cái vị thông thường là ở phái nam à, thông thường cái nhức đầu nó nó vô một cái giờ nhất định nào trong ngày nó có cái đặc điểm đó yeah. vẫn là một điểm cho ở cái đầu của mình thường thường ở, ở trong cái ót đằng sau á yeah. thì đó là cái cluster headache yeah. cái đó nó cũng cũng đau rất là rất là đau đớn cũng không không phải là thường yeah. à, nhưng mà cũng ít người bị lắm yeah. Yeah. nhưng mà cái thông thường hơn là cái sinus headache ừ. thế là nhức đầu liên quan đến cái xoang cái xoang mũi Dạ, yeah, thì cái vị, xoang uh, nó có mấy cái xoang có xoang bướm là hai bên cái cỏ má yeah. Rồi xoang mũi, rồi xoang chán Thì những cái xoang của mình nó giống là, mình hay nói là cái xoang giống là cái hang ở trong cái xương của mình, cái sọ mình á ừ. Thì những cái điểm đó nó cũng tạo ra những cái dịch uh, Khi những cái dịch đó mà nó không có thoát ra được Thì nó bị bí lại, nó làm cho nhức lên cái đầu Thì quý vị thấy quảng cáo TV nó hay chiếu là sinus headache yeah. Nó chiếu cái đầu nó cứ bừng, bừng, bừng bừng lên á yeah. Là vì cái xoang của mình à. ừ. Để còn cái nữa là thường thường cái vị nào mà u, uống uh, cà phê hay là uống trà nhiều yeah. thì có cái chất caffeine. À. mình người uống quen rồi cái vị mà ngưng một cái nó có bị nhức đầu này. Dạ đúng rồi. Điện Ngọc Khanh là người có thể nói cho quý vị cái 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 nhức đầu đó, nó rất là kinh khủng uh -huh. Nghĩa là mình đã uống quen ngày đó giờ đó mà vì một ngày lý do gì đó ngày đó mình không có. Yeah. Trời nó nó nhức nó nhức gọi là như búa bổ vậy đó. Búa bổ đó, Dạ. Okay. Yeah. Còn cái nữa là mấy à, mấy phụ nữ thường hay bị là cái hormone thì khi cái hormone nó nó thay đổi nhất là chu kỳ uh, trong tháng thì những cái môn cho người khi nó bị cái sự thay đổi đó có là cho nhức đầu yeah. thì đó là được trigger của cái 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 hormone yeah. giống như cái vị nào mà mang bầu thì như khi bảo là thèm ăn chua ăn ngọt kiểu vậy đó tức uh -huh. là cái hormone nó thay đổi đó yeah. hoặc là có người thì có bầu bị buồn có người thì vui uh -huh. đó là hormone nó thay đổi nó nó điều hành nó làm điều tiết ra nó ảnh hưởng vô cho cái người bệnh nhân cảm thấy giống như ở sao tự nhiên có người thì yeah. thèm ngọt có người thèm chua. Yeah. Yeah. thì cái hormone nó cũng làm cho bị nhức đầu. Dạ. Mm. Yeah. Yeah. Thì đó là những cái mà thông thường. Để có một cái nữa hôm nay thì mình sẽ nói là cái thông thường thì quý vị là cái migraine headache thì người Việt hay nói là đau nửa đầu đúng không? Người dạ đúng rồi đau nửa đầu. đau nửa dạ. đầu. thì sự thật ra cái đau nửa đầu này, quý vị là cái migraine headache. thì cái đề tài hôm nay mình nói về muốn nói về cái đó. Ừ. tại vì những cái sự tân tiến của cái cách chữa cái này đó, nó đã đi vượt rất là mạnh trong vài, vài năm vừa qua. Dạ. Yeah. À, nhưng mà để quý vị biết migraine là cái gì, thông thường cái migraine đó, những cái vị nào mà bị migraine đó, thì cái vị để ý là ánh sáng rất là khó chịu. Oh, họ yeah. sẽ rất là nh nh nhạy cảm với ánh sáng. Yes, cho nên ừ. đó, những người này họ hay những đầu trốn vào phòng tối, à. trùng chăn, à đóng cửa không có thích ánh sáng. Ừ. Yeah, đó là cái thông thường nhất cái thứ hai đó là họ hay có thể là buồn ói hoặc là có ói hoặc là không muốn ăn, yeah. ăn vô sẽ cho ra. Ừ. thì đó là cái hiện tượng thứ hai của cái migraine. Uhm, cái thứ ba cái vị là đôi khi đó nó bị ủ tai hay là nó ổn âm thanh nghe rất là khó chịu. Yeah, mừng được âm thanh bình thường nhưng họ sẽ trốn âm thanh không muốn nghe cái gì hết ừ. nói chung là trùm tranh trong bóng tối tránh người đóng cửa đó là những người bị migraine yeah. và đau ở cả nửa đầu mà đau. chỉ có nửa bên thôi nửa bên đầu và yeah. ăn ăn uống cũng không ăn được rất yeah. là khó chịu ừ. yeah. thì à, ngày hôm nay chúng ta sẽ tập trung về các loại thuốc của migraine phải không? Yes. Yeah à, đúng như vậy Ngọc Khaing thì thưa quý vị cái mà cái để mình đưa cho vị con một cái thử đi cái này trước cái nhà cái này nó gọi là CGRP receptor um, receptor inhibitor yeah. thì cái dòng thuốc mới này đó đây là một trong cái ví dụ là ubravi uh -huh. thì uh, cách đây cũng khoảng 2 năm họ ra cái thuốc này um, và còn nhiều thuốc nó ra đời nữa thưa quý vị uh -huh. thì thuốc này nó cái hay của nó mình rất là thích là tại vì nó không có cái um, cái phản ứng phụ nó rất là ít yeah. so với những cái thuốc ngày xưa uh -huh. thuốc ngày xưa quý vị mà uống vô dụ vị như là cái ibuprofen đi uh -huh. hay naproxen các vị có thể đau bao tử, loét uh, bao tử, uh, có thể, average có nói có một lần là có thể tạo ra stroke đó, yeah, tai biến và bệnh tim, yeah. thì cái này không có liên quan tới bệnh tim, không à. có bị tai biến cũng không có đau bao tử hey và, nha, yeah. yeah, uh, và phản ứng phụ nó gần như là gần như là không có, cái gì nó cũng có hết mà nó rất là ít, không đáng kể. Nha, yeah. coi như là một cái giải pháp rất là hữu hiệu thêm yeah. nữa cho người bị bệnh migraine vào yes. thời điểm này. Dạ, yeah, tại vì mới có được cái thuốc này hai năm thôi. Dạ, yeah, hai năm. Và cái hay của nó đó thưa quý vị, hay như cái này cũng vậy nó yeah. là nó là là Nordtec cũng vậy, yeah. cũng cũng cùng cái dòng thuốc như cái này thôi, chỉ uh -huh. các hãng khác nó làm thôi quý vị. Yeah. Nhưng mà đó cái kể cả hai công ty này, uh -huh. à, cái loại thuốc này nó sẽ giải cái nhức đầu cho quý vị trong hai tiếng đồng hồ là nhức đầu nó hết. Đó là những uh -huh. cái clinical study. Đây là thuốc thuốc toa của bác sĩ viết thôi, quý vị. Thì à. tất cả những cái tài liệu y tế họ phải chứng minh và trong 2 tiếng cái đầu phải được được giải. Có nghĩa là mình uống xong từ từ lúc uống cho đến trong vòng 2, 2 tiếng. Có thể mình sẽ được uh, hết đau hết đau đầu. Cho tới chín mươi phần trăm. Wow. Nha. Yeah. Đó. Là thì... cái viên thuốc nào là cái viên cái này phải không thưa bác? Thì em? cái này đó thì nó là cái cái viên nhỏ nhỏ này, quý vị. Mình mình bóc nó ra, nó là cái tiếp nhỏ chút xíu thôi. Yeah. Thì cái viên này nó nó, nó tan ở trong miệng là khi mà cái vị để vào miệng á, nó tan ở trong lưỡi. Ừ. À, quý vị à, có nhiều người nghĩ là thuốc tan là nó hiệu quả hơn, thì thật không phải quý vị. Thuốc tan hay là thuốc uống vào bụng nó cũng giống nhau. Cái viên này <laughs> cho riêng ra cái viên này quý vị. Ừ. Nhưng mà cái lý, lý do là nó tan á vì nó tiện. Cái vị khi mà mình nhức đầu mình muốn ói, yeah. đâu có muốn ăn cái gì đâu, uhm. mình ngậm trong miệng nó tan thì nó cũng ngấm qua cái đường đường máu của trong miệng mình, yeah, đường dạ. Yeah. 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 hoặc là nhiều khi giống như bác sĩ nói cũng có người đang bị buồn nôn đó do yeah. cái migraine đó, yeah. họ cũng đâu muốn uống đâu, đâu có uống được, yeah. thì mình ngậm là nó cũng cũng xong. Yeah. thưa quý vị. Yeah, right. đó. À, còn thêm một cái này nữa quý vị nó cũng là trong cái dòng thuốc um, gọi là CGRP inhibitor quý vị, yeah. mà cái này đó nó có cái đặc biệt đó, đây mình mở ra quý vị coi nè, uh -huh. là cái thuốc này quý vị để vô cái mũi của mình, mình xịt vô, nhờ thuốc xịt mũi thôi. À, có nghĩa là một cái 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 trong cái hộp đó nó sẽ có cái giống này. vậy, yes. rồi cái mình mới xịt vào mũi. Để vào mũi. Mà Ngọc Khanh nghĩ nếu mà xịt thì chắc sẽ rất là hữu hiệu ngay lập tức hả? À. Cái này nó sẽ hữu hiệu trong, họ thấy là trong 15 phút. anh oh, wow. đến đầu quý vị sẽ tan biến. <laughs> Ồ, oh, ok vậy cái này là hai tiếng nè, trong vòng 2, 2 tiếng là hữu hiệu nè. Yeah. cái này là 15, trong phút. 15 phút à. Tại vì những cái đường thần kinh à, trong cái đường à, mũi của mình á yeah. nó tác động gần hơn mà nhanh hơn. là qua cái này yeah. thì 15 phút là hết. Yeah. Cho nên đó là những cái thuốc mà rất là tân tiến bây giờ. Uh -huh. Nhưng mà cái đặc biệt đó quý vị trong ba cái này đó thì yeah. riêng cái này đó là có thể tất cả đã uống đều giải quyết cái nhức đầu gọi là cấp tính. Yeah. Nhưng mà cái riêng cái anh này đó là Nortech này nè. Uh -huh. Thì quý vị có thể uống cách ngày một viên. Ừ. để mà ngăn ngừa cái cơn nhức đầu. Với à. cái vị nào mà bị nhức đầu một tháng mà trên 4 lần, ừ. thì họ cho hôm đó cũng là nhiều rồi. Ừ. Đó thì như vậy đó thì có thể mà uống cái này cách ngày để mà ngăn chặn những cái nhức đầu nó tới với mình. Ừ. Có thêm cái giải pháp là ngăn ngừa nữa nè. Ngăn ngừa. Còn cái này uống để chữa thôi. Để chữa thôi. Dạ. Cái này được cả hai vừa chữa mà vừa ngăn ngừa. Dạ, 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 dạ. Còn ba cái kia, hai cái kia là để, hai, để chữa. Hai không cái này không phải. là để chữa. chữa Và không. cái này là ngay cấp tính nè. À. Cấp tính. Đang gọi là đau đầu quá kinh khủng rồi. Kinh khủng. 15 phút thôi. Yes. Dạ. Và cũng cùng à, cùng cái dòng thuốc này quý vị. Um, tôi nói hay tại vì cái vị nào mà bị nhức đầu sẽ biết là những cái thuốc trước đây đó như là cái ví dụ là cái team, uh -huh. nó rất là hữu, hữu hiệu nhưng ngược lại đó nó làm cho cái mạch máu của mình nó co nó co lại yeah. thì nếu mà cái vị tưởng tượng ai mà có bệnh tim uh -huh. thì tim mình cần máu nó phải lưu thông yeah. nếu mà tim mình mà, mà mạch máu đã bị hẹp rồi mà cái vị uống cái thuốc mà mạch máu còn hẹp thêm nữa nó thì có thể làm cho bị đau tim uh -huh. hay là bị stroke cho nên đó, những cái thuốc này không bị đau tim và stroke. Yeah. Nè, yeah, nó không nó không nó không làm mạch máu của mình nó co lại. Mm. Nên nó, nó giữ nguyên cái mạch máu của mình. Wow. Mà nó giải quyết được cái nhức đầu. Yeah. Đó. Thì đó là những cái cấp tính còn quý vị nào mà bị nhức đầu gọi là um, gọi là quá nhiều đi thì cũng cùng những cái lòng dòng thuốc này mm -hmm. nhưng mà có cái loại mà loại chích à. thì cái chích đó, đó là một tháng mình chích một lần. Yeah. Thì đó là một cách để ngăn ngừa coi là một một năm hai mũi chích mm -hmm. thì nó ngăn ngừa nhức đầu cho quý vị rất là nhiều. Yeah. Thì uh, kính thưa bác sĩ đối với cái vấn đề mà chữa migraine trước ừ. đây đó ngọc khanh có người quen bị bệnh đó yeah. lúc nào họ cũng chạy đi ra nhà thuốc và họ thấy để ngay chung với những cái thuốc thalano yeah. để là cái thuốc chữa migraine cái gì yeah. đó cái hiệu gì đó ừ. mà ngọc khanh hỏi rằng là uống cái này có giúp không yeah. họ kêu chữa cháy thôi thì ngọc yeah. khanh nói như vậy thì sao mình không có đi bác sĩ để lấy thuốc theo to thì họ nói à, không không nghĩ rằng là cái thuốc của bác sĩ sẽ hữu hiệu thì có nghĩa là cũng là quan điểm thì yeah. nếu mà mình bây giờ ngày hôm nay hy vọng là với cái đề tài này nếu mà quý vị và người thân mà biết có ai đang bị cái này thì chúng ta yeah. phải thấy vui mừng là đã có thêm những cái sản phẩm mới yes. rất là hữu hiệu và an toàn yeah, và an toàn nữa yeah. Yeah. À, thưa bác sĩ vậy thì bây giờ nói hết các loại đau đầu rồi wow. nó luôn migraine rồi yeah. thì mình mới thấy cái migraine là cái mà kinh khủng nhất nó no, um, actually thưa quý vị nó kinh khủng nhất là tại vì rất là nhiều người bị yeah. quá nhiều đi và nhiều người sẽ bị gần như là disability về cái này à, là có như không đi làm nổi không đi làm nổi nhưng mà cái mà nguy hiểm nhất quý vị nó gọi là thunderclap headache cái đó cái vị nó là thunderclap tức là giống là cái sấm sét vô đầu sấm vô đầu quý vị ừ. cái đó đó là rất là nguy hiểm tại vì thường thường, thường cái đó những như là cái aneurysm cái mạch máu trong đầu nó bị bể hoặc là nó bị uh, xuất huyết trong não yeah. thì cái đó đó là cái vị không có thuốc nào giúp được hết phải đi phần cấp cứu ngay lập tức ừ. để chụp cắt scan chụp hình và có thể là phải những cái thuốc giải pháp hay là phải giải phẫu yeah. Yeah. À, bác sĩ nói tới đó thì ngọc khanh nhớ rằng là ngọc khanh cũng có một người thân 39 tuổi bị cao huyết yeah. áp ừ. còn trẻ nhưng mà bị cao huyết áp yeah. thì um... Tại vì cái cậu này rất thích ăn đồ chiên yeah. xong rồi um, chưa có kịp lấy cái thuốc cao huyết áp do hết thuốc thì cậu bị đau đầu mà đau đau kinh khủng lúc đó mm -hmm. cậu nói với gia đình là đau quá yeah. thì gia đình mới nói thôi mình đi cấp cứu thì cậu mới nói là không cần oh. sau đó thì cậu bị vỡ mạch máu não mm -hmm. và nên mất thì cái vấn đề đặt ra ở đây đó là kính thưa quý vị mình đừng có bao giờ mình um, xem thường cái cảm giác cái cái linh cảm trong cái người mình Yeah. và nếu mà mình cảm thấy là giống như bác sĩ nói cái đau như búa bổ là cái mà mình cần phải cân nhắc rồi đúng như vậy. Dạ. Yeah. 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 Còn cái migraine thì nó là người ta nó đau nó đau dài dẳng, dài dẳng. Và người ta thường xuyên bị. Đau đau người ta biết. Dạ. Yeah. Yeah. Như mình nói có những một số phụ nữ họ hay bị theo cái thời điểm mà đang thay đổi trong cái trong tháng đi. Uh -huh. Thì nó cứ đúng đúng cái thời điểm đó họ bị cũng migraine. Thưa quý vị mình có nói là phụ nữ hay bị migraine hơn phải nam. Ô ừ, vậy luôn hả Thêm một sĩ? cái nữa dạ. Yeah. à. Oh. <laughs> <laughs> làm yeah. làm phụ nữ cũng hơi bị thiệt thòi. <laughs> yeah. yeah. Thì khi mà uh, uống các loại thuốc này thưa bác sĩ trong tương lai có phải uống thường không? Nếu như mà mình đã bị migraine rồi. Um, thì thưa quý vị thật sự ra cái migraine nó không có cái thuốc nào để mà chữa rất đẹp. Nhưng mà những cái thuốc này đó nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Yeah. Nhưng mà cái migraine có một cái đặc biệt quý vị là nó có cái trigger trigger là có một cái gì đó nó nó đưa tới giống như là cái mùi nước hoa, mùi dầu thơm, mùi nhựa đường hay là một cái đồ ăn nào đó, cái vị không có thích hợp. À, đa số là những cái mùi là lớn nhất, cái vị. À, có thể là người phải một cái mùi gì đó, nó không phải là mùi khó chịu nhưng mà cái mùi đó có thể là mùi thơm thôi, cái vị nhưng nó làm cho nhức đầu. thì đó là những người mà migraine mình quên nói, cái vị là họ hay tránh những cái mùi đó. À. họ thích neutral, không có thích mùi thơm cũng thích mùi hôi, phải là chung chung thôi. Dạ, yeah, có nghĩa là chỉ cần lỡ đi lỡ đi là ngửi phải một cái mùi dầu thơm nồng đi yeah. là bắt đầu cái cơn đau đầu của họ sẽ lên dữ dội. Sẽ lên dữ dội. Mà nếu lúc đó mà chưa có kịp về nhà để uống thuốc á yeah. thì phải có cái này trong người. Có cái này trong người. Cũng à. như vậy. Rồi còn ví dụ mà họ biết họ phải làm ví dụ như trong cái ngành nghề gì đó mà phải tiếp xúc với mùi thường đi mà biết cái cơn đau đầu nó sẽ yeah. lên thường thì mình nên uống cái này để mà mình ngăn ngừa. Nhà ngăn ngừa hoặc à. là họ đổi đổi việc khác. Dạ, yeah. dạ. Yeah. Yeah. OK. Dạ thưa bác sĩ vậy thì bây giờ để tóm tắt lại cái đề tài ngày hôm nay trong vòng một phút dạ, vâng. ngọc khanh xin đùa vâng. cảm <laughs> ơn yeah. vâng quý vị thật sự thật ra là cái cái sự tân tiến của ngành migraine nó sẽ vượt đã, đã, vượt rất là cao so với tất cả những thuốc ngày xưa quý vị cho nên là tất cả những người nào mà bị migraine headache bệnh nhức đầu này đó họ rất là mừng vì bệnh nhân của mình riêng bệnh nhân của mình họ rất là mừng hiện được những cái sản phẩm này khi họ xài vì họ cảm thấy không có phản ứng phụ mà như ngày trước yeah. không bị không bị lệ thuộc thuốc không bị uh, ghiền uh, ghiền thuốc tại vì những thuốc này nó không có phải là addiction không có làm cái vấn đề không đó. có làm nghiện dạ yeah. yeah, nghiện yeah. Yeah. kính thưa bác sĩ bác Nguyễn Bảo Khanh thì trong tương lai chúng tôi sẽ cố gắng làm thêm những cái đề tài mà có những cái dẫn chứng về thuốc như vậy yeah. tại vì bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh nói rằng là uh, quý vị có thấy những cái um, để lại cái bình luận cho chúng tôi và nói rằng là bác sĩ nói tên thuốc nhanh quá nhiều khi họ cũng không có hình dung ra được cái tên để mà đi nói chuyện với bác sĩ gia đình của họ dạ yeah. yeah. xin yeah. cảm ơn bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh um, kính thưa quý khán giả thì cho phép ngọc khanh nhắc lại trong tương lai nếu mà quý vị cần phải tìm một cái nơi mà giúp cho mình tiêm chủng COVID-19 mà cái loại mũi booster với cái thuốc mới, cái thuốc tăng cường loại mới thì xin vui lòng gọi cho Ngọc Khanh ở Trung tâm Y tế sau Lên ở số là 7146207009. 7146207009 để lấy hàng. À, Ngọc Khanh với bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh là khi thực hiện những cái đề tài này đều chỉ là mang tính tham khảo, không quảng cáo cũng như không dùng cho mục đích tự chữa trị. Xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi đề tài ngày hôm nay. Rất mong được gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.